anh Lương anh chuẩn bị anh lên cái cây tha la này nghe các bạn. Cây tha la có nơi người ta còn gọi cây sa la đó. Cây này nó cũng không cao mấy nha các bạn. Cây này không có bông nha các bạn. Sát cái tòa tháp này, đây có mấy ông pháp hộ, hộ pháp. Đây có ông hộ pháp nữa anh Đương. Dưới này cô trồng hoa kiểng quá trời nhiều nữa. Lấy máy lên nhưng mà Tư ơi. Bên kia có cây cao kiển nữa.
Chắc có 4-5 đọt nữa, treo hết luôn. Không cao nhưng mà nó rất là khó, mình phải keo với cho nên rất là cực.
kèm luôn cái đọt đó nữa các bạn. Nhánh treo từ nhánh các bạn, không treo nguyên cái đọt. Anh Đương này anh quen mang móng rồi, nên cây này nó mang móng. Coi cái đọt nó cao không nghe Tư, tới hộ pháp không nghe. Nằm trên hộ pháp luôn mà. Xuống bấm ngang chỗ cái chân ba luôn nha bạn. Vì là cô phải chừa cái tượng bên kia lại nha.